Năm yếu tố là gì? Long vận thủy vận phải xét này. Rồi ạ, cái gì thứ hai ạ? Ngoại khí, tức là bố cục xung quanh, đường đi, lối lại, nhà cửa, ao hồ, ngã ba, ngã tư xung quanh, gọi là ngoại khí chúng ta phải xét này. Yếu tố thứ ba là gì? Năm làm nhà. Anh chị làm nhà năm nào? Năm em 48 tuổi không phạm kim lâu hốc tam tai, năm em 47, 46, 43 không phạm, em không phạm tuổi nọ phạm tuổi kia. Mà từ sao mà em xem kỹ lắm rồi mà tại sao em làm nhà xong vào ở nó vẫn cứ trục trặc? Không phải, làm nhà là phải xem hướng, đừng nhầm lẫn rồi chúng ta lại mang họa vào thân. Còn gì nữa? Rồi chúng ta ngoại khí rồi, thời điểm xây dựng rồi. Nội khí, tức là cái bố cục sắp xếp cái không gian ở trong nhà thế nào. Vị trí của giường ngủ, vị trí của phòng thờ, phòng khách, môn chủ táo. Môn chủ táo là gì? Từ đại môn, phòng khách, minh đường, phòng ngủ trạch chủ và vị trí của táo bếp, rồi vị trí của phòng thờ. Chúng ta sắp đặt vào bố cục thế nào? Rồi cái căn nhà đấy có hợp với bạn hay không? Đúng không ạ? Nếu hợp, đúng không ạ, thì chúng ta được hưởng đầy đủ vận khí của nó, đúng không ạ? Đến vận tốt, đúng không ạ? Đắc long đắc thủy hợp hướng, đắc long đắc thủy thiết kế phong thủy tốt, năm làm nhà tốt, đúng không ạ? Nếu như mà chúng ta mà hợp thì chúng ta được 9-10 điểm, không hợp thì được 6-7 điểm, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như mà chúng ta mà không hợp thì cũng được 6-7 điểm vì bốn yếu tố kia là cát. Như vậy thì một cái căn nhà khi mà đắc được ba yếu tố thì chúng ta hãy quyết định xây dựng và quyết định cư trú.